đây em daily để cho mọi người xem. Thì mới đầu chị định giảm khoảng 1-2 kg thôi để cho cái mặt nó gọn gọn thôi, nhưng mà không ngờ là giảm được tới 4 kg rồi. Đây là em daily sản phẩm giảm cân mà chúng tôi uống đó. Thì đây là gọi là cái gì ta, cà phê giảm cân. Nó là không phải dạng thuốc viên mà nó là dạng bịch. Bịch thì trong đây là có 10 bịch, một cái hộp này là 10 bịch. Đó. Một hộp này là 10 bịch trong đây. Thì cái này cái mùi á là mùi cà phê, thường là dành cho những bạn mà giống như sao ta, không thích uống thuốc dạng viên, thì cái này pha ra với nước nóng á mình uống vô giống như uống cà phê bình thường của mình vậy đó, nhưng nó có tác dụng giảm cân. Thì Ngân đã sử dụng cái này thì mới đầu là nghĩ là chỉ là tuột xuống khoảng 2 kg thôi để cho mặt lên nhìn nó gọn gàng, nó xinh đẹp thôi, chứ không có nghĩ là nó tuột nhiều vậy luôn. Thì đến khi mà nghe mọi người nói là sao ốm quá thì cân lên mới biết là mình tuột tới 4 kg. Trời ơi, thì bây giờ đang không biết là có nên tăng cân lại hay không nữa. Thì Ngân uống cái thuốc giảm cân này nè là tuột nhiều quá, tuột tới 4 kg. Còn tùy theo cơ địa của mọi người, các bạn thì thích tuột tuột nhanh, các bạn thì thích tuột ít cân thì mình uống ít thôi. Tại vì một liệu trình này là tới 3 hộp, và mỗi hộp 10 gói như thế này là giảm từ 1 cho đến 6 kg nha. Mà mình uống một ngày là khoảng 2 lần, trước khi ăn trưa và trước khi ăn tối 30 phút. Mỗi ngày mình uống 2 bịch này thôi, mình pha ra với nước ấm mình uống rất là đơn giản mà dễ uống, nó dành cho những cái bạn mà thích giảm cân mà không thích uống thuốc á, vì uống thuốc nó sẽ có cái mùi khó chịu lắm. Thì đây là thảo dược, hộp này là 430 một hộp nha em. Cái hộp thuốc này mà chị uống được, cái này là hộp thứ hai rồi, hộp thứ hai mà chắc là do chị công việc cũng nhiều nè, rồi stress nè, rồi mình nói chung là mong muốn giảm cân nhanh quá hay sao mà nó xuống rất là nhanh nha. Một hộp chỉ có 430.000 thôi, đâu có đắt lắm đâu. Cà phê giảm cân này thì nó không có gây khó chịu, không có gây mệt mỏi. Vì chị đi làm rất là nhiều, mà lịch quay thì mỗi ngày, nếu mà mình uống những cái chất mà gây mệt người thì nói chung nó thiệt là không có sức để diễn. Vì bình thường là chị phải ăn nhiều, ăn rất nhiều để mà có nhiều chất dinh dưỡng vào người thì nó mới có khả năng tái tạo ra năng lượng mà mình làm việc được. Còn trong đây thì không có chất sibutramine, là cái chất đó là chất gây ảo giác, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình. Thì chị có sợ là trong đây hoàn toàn không có nha, đã được chứng nhận rồi, thì chị có uống thử. Chị uống có phải giảm ăn không chị? À, thực ra thì mình không phải giảm ăn quá nhiều, nhưng rõ ràng là mình có uống cái gì đi chăng nữa thì mình cũng phải giảm ăn tinh bột. Tự cơ thể mình phải tự giác điều đó, mình giảm ít thôi cũng được. Thì cái này còn tùy vào mình uống nhiều hay ít. Thực ra chị khuyên là mỗi ngày uống 2 bịch thôi, là trước khi ăn trưa và ăn tối 30 phút. Đó. Và trong đây chị nhớ là có một cái loại cỏ. Cái loại cỏ để nhớ tên coi. Trong đây có một cái loại cỏ. Trong đây có một cái loại cỏ, thành phần của nó là loại cỏ stevia. Stevia này có nghĩa là cỏ ngọt, là thay vì là dành cho những cái người bị bệnh béo phì, là thay vì họ sẽ thèm ngọt, thèm kẹo, thèm đường, thèm rất là nhiều thứ, thì trong cà phê giảm cân này có cái loại cỏ đó thì sẽ làm cho mình không có thèm đường nữa, mà nó có tới 250, nó gấp 250 lần đường bình thường mà mình hay ăn nữa. Đúng rồi, em ăn tinh bột là tăng cân nhanh cực kỳ. Mà cái này em uống vô nó còn đẹp da, nó không có bị sệ da. Là thường thường mình giảm cân nhanh á là mình sẽ bị, nói chung là cơ mặt chảy sệ, rồi da nó trùng. Thì mình uống cái này vô là cà phê giảm cân vừa thơm ngon, vừa không có sibutramine, mà lại có cái loại cỏ stevia là cỏ ngọt, sẽ giúp cho mình không có thèm những cái chất đường. Vì trong đây nó có đường sẵn rồi, trong đây là nó có đường nha, chứ không phải là cà phê mình uống vô là đắng nhất giống như cà phê bình thường, mà trong đây nó cũng có vị ngọt, vị thanh. Mình rất là dễ uống, mình chỉ cần pha với nước nóng thôi. Cái loại cỏ ngọt đó là loại cỏ thiên nhiên, nên trong đây là những cái thành phần đa phần là thiên nhiên không à. Khi mà mình uống vô mình sẽ cảm giác dễ chịu, mình không có bị buồn nôn, không có bị khó chịu, không bị lừ đừ, là vì nó không có những cái chất ức chế thần kinh sibutramine, mà mình uống vô mình vẫn hoạt động, mình đi lại, mình bay nhảy khắp nơi.
nhưng mà mình không có mệt.